Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Sắc màu tuổi Tinh của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Các bạn thân mến, nếu như trong Sắc màu tuổi Tinh kỳ trước thì Ngân Hà đã giới thiệu đến các bạn một cô bạn chơi đàn violon rất là hay, thì ngày hôm nay trong chương trình này Ngân Hà cũng vẫn muốn giới thiệu đến các bạn một bộ môn âm nhạc, một bộ môn nghệ thuật nữa, đó gồm đàn, gồm trống và cả những tiếng hát rất là hay nữa. Và các thành viên trong nhóm nhạc này đã gặp nhau rất là tình cờ để tạo nên một nhóm nhạc mang đến tiếng hát, mang đến niềm vui cho những người yêu âm nhạc. Và nhóm nhạc đó là gì? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình Sắc màu tuổi Tinh để tìm hiểu thêm các bạn nhé. Sẽ kịp thôi anh nhớ nữa 12 giờ là tìm thấy tôi tình anh. Là ngồi sát bên dìu nhau bước vui ngày rực rỡ. Này một thằng bé nghe đài, một thằng bé nghe đài hát vang trời. Các bạn thân mến, chúng ta vừa mới được theo dõi một buổi tập luyện của các thành viên trong nhóm Lee & Tee. Và tự nhận mình là chỉ hát hay thôi, hát giỏi thôi chứ nói không giỏi. Thế cho nên là thay vì Ngân Hà sẽ được trò chuyện cùng với 4 thành viên thì các bạn ấy chỉ cho đại diện 2 thành viên ngồi ở đây để trò chuyện với Ngân Hà cùng với các bạn đang theo dõi chương trình Sắc màu tuổi Tinh mà thôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với 2 thành viên đại diện cho nhóm các bạn nhé. Xin chào hai bạn hãy tự giới thiệu tí xíu về mình cũng như là nhóm của mình được không nào? Xin chào chị Hà và xin chào quý vị các bạn đang theo dõi. Thì mình tên là Tân, thì là trưởng nhóm của Lee & Tee Band. Mình xin gửi lời chào trân trọng nhất tới các quý bạn, tất cả mọi người. Thì mình là Kang Yeon chính, là người chơi đánh trống của nhóm. Bên này là Nhân, là guitar chính của nhóm. Và còn hai ca sĩ đi hát nữa. Và chắc là bạn cũng sẽ đại diện cho hai bạn đó giới thiệu một tí xíu về hai thành viên hát chính của nhóm luôn chứ. Thì hai bạn hát chính tên là Thiện và Bin, là hai người hát rất là tốt mà mình đã cố gắng tuyển chọn rất là nhiều. Như vậy thì Ngân Hà có một thắc mắc là Lee & Tee Band, thì lý do vì sao mà các bạn lại chọn cái tên này và cơ duyên nào đã đưa các bạn đến với nhau để thành lập nhóm hát như thế? Mình, Tân và Nhân ngồi đây thì cũng là hai người đã thật sự là chưa biết nhau, chỉ là hai người đều biết hai bạn ca sĩ Thiện và Bin. Trước đó thì mình với Nhân chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà sau khi thấy Nhân, Thiện và Bin thực hiện những cái bản cover trên YouTube thì mình rất là ngưỡng mộ. Và mình nghĩ là nếu mà mình được làm việc chung với các bạn này thì mình chắc là sẽ rất là vui đây. Và thật sự là Đà Lạt cần những cái khoảng không gian chơi để cho các bạn có thể tới nghe nhạc, có thể giao lưu hát hò. Thì mục tiêu của mình bắt đầu tới liên lạc với các bạn qua Facebook và các bạn cũng đã rất là vui vẻ, các bạn đồng ý ngay. Bọn mình là lập nhóm, và sau đó sau khi mình thể hiện được một số ca khúc thì có sự nhận được sự lời mời của Dali Cà Phê, và mình thấy đây cũng chính là một cơ hội để cho bọn mình có thể tạo ra một cái không sân chơi thật là bổ ích, một thật là vui vẻ đến tất cả mọi người. Những người có thể đến đây có thể vừa uống cà phê, những ly cà phê thật là ngon ở đây, và có thể lắng nghe những giọng hát mà bọn mình đã cố gắng tập luyện để gửi tới mọi người. Vậy thì chưa nói đến cái việc cái quá trình hoạt động sau này của mình, mà nói trước đó đi. Thế thì các bạn là những người đam mê âm nhạc, và các thành viên trong nhóm thì sao ha? Các bạn phát hiện ra được cái năng khiếu đó của mình để theo đuổi và để thỏa được cái niềm đam mê ca hát cũng như là chơi những cái nhạc cụ như thế là từ khi nào? Em thì bắt đầu chơi guitar từ năm lớp 11 và được một người bạn em hướng dẫn, và sau đó thì em cũng tự học
mà thấy mình cũng có năng khiếu với lại cái nhạc cụ này nên làm theo cũng đã được 3-4 năm rồi. Và hai bạn kia ca sĩ thì chỉ mới bắt đầu hát từ năm lớp 10 thôi, nhưng mà cũng vì đam mê nên là tụi em gặp nhau rồi lập nhóm. Như vậy là không phải là mọi người vẫn thường nghĩ là khi mà một nhóm nhạc nào đó được hình thành hay là một ai đó hát hay, chơi nhạc cụ giỏi thì là đều được rèn luyện từ nhỏ, mà riêng các bạn thì đến lớn rồi ha thì mình mới phát hiện ra cái năng khiếu đó của mình. Và cũng chính vì là năng khiếu cho nên là các bạn đã phát huy nó một cách rất là nhanh chóng. Và trong thời gian bao lâu khi mà mình thành lập Lee and Tee Band thì mình được nhận lời mời để biểu diễn ở những cái tụ điểm cà phê như thế này? Thì thật ra mà nói thì để nhận được ở tụ điểm Lee Cà Phê này thì thật ra đó còn là một cái duyên. Đầu tiên là lúc bọn mình mới thành lập thì đúng lúc là quán Daily vừa có một cái sự thiếu nhân lực và cần một cái thứ gì đó nó khá là đặc biệt để giống như là giới thiệu tới mọi người một sân chơi mới. Thì đúng lúc đó thì mình cũng lên đây, thì mình cảm thấy vậy thì mình có thử nói chuyện với chị quản lý ở đây, thì chị cũng cảm thấy rất là hào hứng và chị cũng muốn thử xem. Thì thì cái bữa đầu tiên bọn mình thử thì có rất là đông những người tới đây tham gia. Không những mà chỉ nghe bọn mình hát mà các khán giả còn giao lưu đăng ký, còn hát hò, còn yêu cầu bọn mình hát một số bài hát rất là hay. Nhờ vậy mà vốn kiến thức về âm nhạc của mình được tăng lên, và nhờ vậy mà bọn mình cũng càng chơi khá hơn. Thật sự là được tới đây làm việc là một điều đó rất là vui, rất là ấn tượng trong tim. Và nói thực tế một điều là những cái sân chơi mà dành cho teen của chúng ta thì còn khá là ít, cho nên là việc mà các bạn có cùng đam mê, có cùng năng khiếu, có cùng sở thích mà lặp lại với nhau thành một nhóm để biểu diễn như thế này, nó cũng như là một cái sân chơi dành riêng cho các bạn. Và ngoài ra thì nó cũng là sân chơi cho tất cả những ai yêu thích được lắng nghe những ca khúc thật hay để đến những tụ điểm ca nhạc để có thể được nghe các bạn trình diễn. Thì Ngân Hà cho rằng đó cũng là một sân chơi rất là mới mà có thể là nên nhân rộng ra hơn nữa. Và thường thì đến những tụ điểm để trình diễn như thế thì cái dòng nhạc mà các bạn theo đuổi là gì? Và có nhiều người yêu cầu các bạn hát những cái dòng nhạc khác với sách sở trường của các bạn hay không ha? Dòng nhạc chủ yếu của tụi em là pop ballad và R&B. Còn cái tính chất cái công việc của tụi em thì rất là gặp rất là nhiều lứa tuổi, người già, người trẻ, và có nhiều người yêu cầu mình hát những nhạc xưa hay là nhạc thiếu nhi, thì tụi em cũng rất là cố gắng để đáp ứng cái yêu cầu đó, và cũng rất may mắn là được sự hưởng ứng của rất là nhiều người. Xin chúc mừng các bạn vì điều đó. Để rồi Lee and Tee Band của chúng ta sẽ hoạt động ngày một tích cực hơn, đem đến cho các khán giả tin của thành phố Đà Lạt những ca khúc thật là hay, cũng như là những giờ phút thư giãn thật là thoải mái. Vậy thì trong thời gian tới các bạn cũng đều đang là sinh viên, có người thì cũng còn đang học cấp 3, thì cái thời gian tập luyện thì nó cũng không được nhiều lắm. Và thời gian tới thì tất nhiên là cũng sẽ có người phải đi làm, nếu khi ra trường thì định hướng của Lee and Tee Band trong thời gian tới là gì ha? Thì đúng như chị nói thì bọn em vẫn là sinh viên, bọn em còn rất là nhiều dự định. Thì hiện tại thì hát hò đối với bọn em chỉ là niềm đam mê. Thì sau này chắc chắn mọi đứa sẽ có những cái công việc riêng, những cái điều kiện mà khiến bọn nó phải chăm lo cho nó hơn việc ca hát. Nhưng mà riêng bọn em thì hiện tại thì đam mê đối với em rất là quan trọng, và em sẽ nuôi dưỡng nó đến khi nào mà mọi thứ nó trở nên khó khăn hơn. Nói chung là vì đam mê cho nên là không biết là cái quãng đường phía trước nó như thế nào, nhưng mà hiện tại đúng thì rồi. Chúng ta vẫn cứ thỏa lòng với nó đi đúng không? Vẫn đúng. Cứ sống hết mình với nó đúng không? Chính đó. Và Ngân Hà được biết là thường khi mà những cái band nhạc mà
mới thành lập á, thì các bạn hay cover những cái bài hát để mà post trên trang cá nhân của mình hay là trên YouTube, thì không biết là Lian C Band của chúng ta có hay không ha? Thì hiện tại mình cũng có một cái trang là tên là Lian C Band trên YouTube, thì nhóm cũng đã có một số cover của các ca khúc trẻ hiện nay. Chương trình Trang Ta đã ưu ái và đăng hai clip của bọn mình lên, một ca khúc tên là Yêu Xa và một ca khúc tên là Bay. Thì cũng đón nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người, đó cũng là một động lực để khiến cho LNT tiếp tục là được hoạt động và ngày càng đưa ra nhiều sản phẩm hơn ạ. Vậy thì Ngân Hà tin chắc là không chỉ các khán giả tin của Đà Lạt biết đến LNT Band, mà các khán giả tin của cả nước sau khi xem Youngstar, sau khi xem những clip của các bạn cover lại thì cũng đã biết rất là nhiều đến bốn thành viên của nhóm rồi. Và bây giờ ít phút còn lại của chương trình thì chắc là Ngân Hà muốn mời các bạn hãy gửi đến các khán giả của Sắc Màu Tuổi Tin một bản cover nào đó, có được không ạ? Sau đây thì nhóm xin gửi đến các bạn một ca khúc do bọn mình mashup lại. Thì ca khúc mình thực sự là bọn mình cũng vừa mới làm ra nên cũng chưa đặt tựa, chỉ đặt tên nó là mashup thôi. Thì sau đây xin mọi người cùng lắng nghe và cùng chia sẻ. Cảm ơn. Vâng, và bản mashup mà chúng ta sẽ được theo dõi ngay sau đây cũng thay cho lời chào tạm biệt của chương trình Sắc Màu Tuổi Tin kỳ này. Và Ngân Hà một lần nữa cảm ơn rất là nhiều các thành viên trong LNT Band đã dành thời gian để cùng trò chuyện với Ngân Hà cũng như là các khán giả của Sắc Màu Tuổi Tin để giới thiệu về một cái mô hình mới, một cái sân chơi mới dành cho các bạn Tuổi Tin, và chúc cho các bạn sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn nhé. Xin cảm ơn chị Hà, xin cảm ơn các bạn. Xin hãy là em của ngày hôm qua, xin hãy là em của ngày hôm qua, đừng bỏ mặt anh một mình nơi đây, dừng lại và xóa đi nhẹ ký ức. La la la.